Đấy, hai cái thèn hèn chạy chung luôn nha anh em. Nè, đạp chu đích ra luôn á, đạp xuống tủng. Anh này chạy rất là thiệt tình nha, đạp chu đích luôn. Đó, đây là dán chặt răng cua của anh Nguyễn Toàn này làm nè anh em ơi. Đấy, đọc số điện thoại anh em đặt làm dán chặt luôn. Ừ. Anh em muốn làm dán chặt này thì ảnh làm cho anh em luôn nha. Dán chặt răng chặt răng cua. Đó. Đứng luôn kìa, đứng lên luôn. Đất này rơm rạ không mà cây lết cũng không dính rác nha anh em. Nói chung là ảnh làm nguyên bộ luôn. Chạy tốc độ cao luôn. Nay trời chuyển mưa không có ánh sáng rồi, lu rồi anh em ơi. Tuôn dây đạp cái tuôn dây ro luôn. Ủa, chạy dữ ta. Cái này anh chạy ăn tiếng ăn bận mà anh chạy nhiệt tình chứ ta. Ăn bận đó. Ăn bận hả? Bạn chạy kỹ ha. Bạn ăn tiếng. Hai bạn. Hai bạn đúng không? Đua luôn, đua luôn. Ủa mấy ông Vũ mới dưới ta. Mới em. Mấy ngày gỡ đồ đèn ra sao mất. Mấy ngày gỡ ra đồ lưỡi mới được. Sao mất máy hả? Cái lết con chiêu này hơi cao hay gì á, chỗ gò nhón lắm á. Chi xuống trống trống như vừa. Bẻ con dỗ dạo cứng đứng không có được. Cao hay gì? Ở đây trạc nếu đẩy gò xuống chuẩn là 250k một giờ nha anh em. Chạy với tốc độ cao như vậy nha. Chạy rất là thiệt tình nha. 250k một giờ là đẩy gò xuống chuẩn nha anh em. Còn kéo đường nước thì 250k một mẫu. Nè đám này vừa xong nè, kéo đường nước luôn nè. Đó. Cái này vừa kéo đường nước xong nè, có lằn răng cưa luôn nè. Này là đất 5-3 vụ nha. Đất này xới rơm không dưới á. Sắp sình dưới ta. Có ngâm mà. Có ánh nắng rồi nãy không? Sáng rồi nè. Nãy không nắng. Nãy chắc bị mây luôn. Chạy nhanh dữ. Biến lậu xuống sệt không? Rơm là sao? Lẻ luôn. Bữa này không có đốt rơm luôn hả? Rơm nguyên chi. Trời ơi, rơm nguyên chi. Rơm cắt thế này là nguyên chi. Rơm đâu đốt có được đâu.
chạy hết ga luôn nha anh em. Này số 4 nha, số 4 Uli Tá Khai. Uli Tá Khai mà chạy nổi ta. Dàn đuôi IC6, chạy động cơ 140 ZT, đùi nhỏ chưa lên đùi bự, lâu lâu là lụm một cây. 140 mà chạy đùi riêng của IC6 là phải thủ đùi xe cua nha anh em, không có lên đùi, không có độ đùi lớn lên là phải đủ thủ đùi xe cua nha. Rồi hết nắng rồi, tôi đen đuôi. Chụp ánh nắng xuống rồi anh em ơi. À, nắng chụp lên rồi. Và bà gặp sự cố rồi anh em ơi, lúng rồi. Giờ lấy máy kia kéo máy này nè. Trời đứt dây. Đường che vậy tiến hành tháo lết ra nha. Thôi. Đậu đất ơi, đậu đi mà. Trời ơi. Ê. Rồi, đứt dây bà da luôn rồi. Đau lưng hả? Không, mà không thường thường qua chỗ này nè. Con lớp đó nè. Lớp công như kiếm nhật phải không? Ha ha ha.